Chiều 7 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa cho hay đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nghi án châm lửa đốt nhà khiến một người chết, ba người bị thương. Theo điều tra ban đầu, ông Phan Hoàn Uy Vũ 48 tuổi và bà DNB 43 tuổi cùng ngụ tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn nên bà B muốn chia tay nhưng ông Vũ không đồng ý. Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, ông Vũ mua một can xăng 10 lít, chạy xe máy đến nhà bà B ở khu phố 3, phường Quyết Thắng nhưng không có người yêu ở nhà. Ông Vũ đã mở khóa cửa vào nhà rồi châm lửa đốt nhà. Tiếp đó, ông Vũ cầm can xăng chạy xe máy đến nơi bà B thuê bán cá cảnh ở khu phố 1, phường Quyết Thắng nhưng cũng không gặp bà B ở đây. Thời điểm này có con gái, con rể và cháu bà B ở đây. Ông Vũ đổ xăng ra xung quanh rồi châm lửa đốt. Thấy vậy, anh TVN 29 tuổi, con rể bà B vào can ngăn nhưng bất thành. Lửa lan nhanh sang các vật dụng trong tiệm. Vụ cháy khiến ông Vũ chết tại chỗ, ba người khác ở tiệm bán cá bị thương nặng phải đi cấp cứu.